Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989, vợ chồng hòa thuận, con cái thành công. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Xây nhà là một việc quan trọng trong đời người, vận khí của ngôi nhà tốt hay xấu thì ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe của trạch chủ và những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì việc lựa chọn được năm xây dựng nhà tốt cũng là một yếu tố không thể thiếu. Một số điều kiện nhất định không thể bỏ qua trong quá trình lựa chọn năm xây dựng là các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất đó là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì xây không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Và trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên ta xét đến kim lâu, năm Canh Tý gia chủ 32 tuổi theo cách tính này sẽ không gặp phải kim lâu, bạn không cần lo lắng quá nhiều. Còn xét đến hoang ốc, năm 2020 Canh Tý gia chủ 32 tuổi theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải ngũ tử thọ. Ngũ tử thọ không tốt cho việc làm nhà, nếu làm nhà thì gia đình sẽ chia rẽ, ly biệt. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Kỷ Tỵ cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà 2020 Canh Tý theo cách tính thì gia chủ 1989 Kỷ Tỵ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Còn tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì xây không nên, còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Còn xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và các hung của từng hướng năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1989 Kỷ Tỵ, nam mệnh thuộc cung Khôn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Tốn Mộc, xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Kỷ Tỵ cung Khôn, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Di Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu: Đông Hỏa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Giờ ta sẽ hết đến tuổi 1989 nam mạng xây nhà 2020 theo từng hướng xem các hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc, gồm có Ba Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến phận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Tỵ nam mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Vì vậy, nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như chấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, thiết kế công năng phòng ốc trong nhà đẹp, kiến trúc, hợp phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 ở nhà hướng Bắc cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ. Hướng thứ hai chúng ta xét đến đó là hướng Nam, gồm có Ba Sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Năm thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì anh chị chọn vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 xây nhà hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào lục sát. Lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ ý chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy tuổi Kỷ Tỵ 1989 khi xây
sinh nhà Hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ 1989. Thứ ba, đó là hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc, cung hướng đông thuộc mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo tức họa vào thân. Đối với nam mạng Kỷ Tỵ sinh năm 1989, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng tây nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ 1989. Thứ tư, đó là hướng tây gồm ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ, năm canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn 5 tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng ở hướng này thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành và may mắn hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ năm, đó là hướng tây bắc gồm có ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm canh tí bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tỵ hướng hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Kỷ Tỵ 1989 xây nhà và ở hướng tây bắc thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu
thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước ở nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ sáu đó là hướng đông bắc, gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp được hướng sinh khí, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn chủ với nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Về hướng đông nam thì gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Kỷ Tỵ 1989 mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp biện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải kết cục nhà không hợp hướng với người tuổi 1989. Hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Kỷ Tỵ xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được phục vị. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Trên đây Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho tuổi Kỷ Tỵ năm 2020. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ở ô bình luận để Phong Thủy May Mắn giúp anh chị được giải đáp. Đừng rời khỏi kênh và tiếp ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà cho nữ mệnh tuổi Kỷ Tỵ trong năm Canh Tý. Với nữ mạng Kỷ Tỵ thuộc cung tốn mộc thuộc đông tứ mệnh, người mệnh tốn mộc có bốn hướng tốt, đó là đông nam phục vị, nam thiên y, đông diên niên, bắc sinh khí. Bốn hướng xấu: tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát và tây nam là ngũ quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét các hung vận hạn của từng hướng xem như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy.
Tuổi Kỷ Tỵ xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng đông tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy hương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ hai, đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Hợp hướng được thiên y thì rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng đông bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Còn nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế luân đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ ba, đó là hướng đông, gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc, cung hướng đông thuộc mộc khắc thổ, nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa gì trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tòa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn và cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo sức họa vào thân. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên để có thể hóa giải, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa hôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ tư, đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tòa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tòa Giáp hướng Canh và tòa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ cát lành may mắn. Đối với nữ mạng Kỷ thì xây nhà hướng này không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, từ Kỷ Tỵ khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì phải sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một hương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ 1989. Hướng thứ năm, đó là hướng tây bắc, gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát.
Tuổi Kỷ Tỵ xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hơn nữa vào năm Canh Tý nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái thì khuyên bạn không nên ở nhà hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng xấu, nếu làm được từ đầu thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ được cát lành và may mắn hơn. Trong trường hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thứ 6 đó là hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên xây mới năm 2020 tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới thì chọn vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Còn nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Người tuổi Kỷ Tỵ mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng gặp tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa dừng ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Sửu khi xây nhà hướng này cần phải hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi việc khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Tiếp theo, chúng ta cần xét đến đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Còn với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Kỷ Tỵ xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dừng tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường ngoại cảnh phía trước nhà không hợp hướng thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Và hướng cuối cùng chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi này không hợp hướng nên là phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa vào năm Canh Tý nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích các thông vận hạn của từng hướng nhà trong năm 2020 cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989, cả nam mạng và nữ mạng. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận.
Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để quý vị và các bạn sẽ có được những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc cho anh chị và các bạn gặp được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.